Bản tin tối ngày 2 tháng 10, Bộ Y tế cho biết hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.490 ca nhiễm mới, trong đó có 13 ca nhập cảnh, 5.477 ca trong nước và 3.004 ca trong số này là ca cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 2.723 ca, Bình Dương 1.517 ca, Đồng Nai 509 ca, An Giang 139 ca, Long An 107 ca, Kiên Giang 77 ca, Đắk Lắk 59 ca, Bình Thuận 47 ca, Hà Nam 42 ca, Khánh Hòa và Tiền Giang 36 ca, Cần Thơ 23 ca, Tây Ninh 20 ca, Ninh Thuận 16 ca, Quảng Bình 15 ca, Hà Nội 14 ca, Quảng Trị 13 ca, Quảng Ngãi 12 ca, Nghệ An 10 ca, Đắk Nông 7 ca, Bắc Giang, Đồng Tháp 6 ca mới, Hậu Giang, Phú Thọ, Bình Định có thêm 5 ca, Vĩnh Long 4 ca, Cà Mau, Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu có thêm 3 ca, Phú Yên, Nam Định, Bình Phước, Quảng Ninh có thêm 2 ca mới, Hưng Yên, Trà Vinh, Đà Nẵng, Hải Dương, Lâm Đồng, Gia Lai và Ninh Bình có thêm 1 ca mới. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 803.202 ca nhiễm, đứng thứ 43 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, trong ngày có 28.857 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 664.937 ca. Hiện cả nước vẫn còn 6.337 ca COVID-19 nặng. Trong ngày, cả nước cũng ghi nhận 164 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh có 123 ca, Bình Dương 24, Đồng Nai 5, Long An 5, Kiên Giang 2, Quảng Ngãi, Tiền Giang, An Giang, Bình Thuận, Cần Thơ đều có thêm 1 ca tử vong mới. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.601 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó tăng cường truyền thông, tiếp tục nâng cao ý thức người dân về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn người dân chủ động, tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, chỉ đạo triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.